Anh Hiếu có thể chia sẻ một chút về những kinh nghiệm trong những cái ngày đầu khi mà mình xây dựng thương hiệu cho Dân Trí Shop, cũng như là cái cách mình vượt qua khó khăn như thế nào trong giai đoạn đầu ạ? Trong cái chặng đường khởi nghiệp từ năm 2008 cho đến nay thì mình cũng đã 4 lần, giống như cuốn sách anh Tuấn Anh, là khởi nghiệp ngay sạc nghiệp luôn, là 4 lần là mình đã thất bại. Và Dân Trí Shop là lần khởi nghiệp lần thứ 5. Thì trong giai đoạn đầu là cái giai đoạn gặp rất là nhiều khó khăn. Thị trường thì chưa tin cái sản phẩm, mình thì còn non trẻ. Thì dĩ nhiên thì trong cái chính trong cái khó khăn như thế thì chúng tôi mới định vị cho mình một cái chiến lược kinh doanh. Đầu tiên đó là cái thương hiệu của cái người sáng lập, và mình cam kết với cái giá trị sống của mình. Slogan cho bản thân đó là sống và cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Khi mà ra Dân Trí Shop thì bản thân cái thương hiệu của mình nó chuyển sang cái thương hiệu của công ty, và giúp cho cái thương hiệu công ty được nhiều người đón nhận hơn. Thì ngay từ cái thời gian đầu chúng tôi đã nghiên cứu khách hàng kỹ lưỡng, và sau đó chúng tôi đã tạo ra cái phiên bản phần mềm miễn phí vĩnh viễn dành tặng cho các cái cơ sở nhỏ. Và đến nay thì cũng đã có hơn 30.000 dân chủ trên toàn quốc đang sử dụng cái phần mềm free đó. Thì bên cạnh, sau khi chúng tôi làm cái chiến lược đó thì chúng tôi lập thương mại được cái phần mềm bản quyền. Thì đó là cái nguồn thu chính để giúp cho một cái công ty còn non trẻ tồn tại. Và cái việc này là không phải là chúng ta làm trong ngày 1, ngày 2, mà chúng ta phải làm việc liên tục. Và trong mỗi một cá nhân phải có xác định cái giá trị sống của mình. Còn khi mà công ty mà mới thành lập thì dĩ nhiên nó gặp cái muôn vàn các cái khó khăn về mặt marketing. Ví dụ chúng ta thiếu nguồn vốn, chúng ta thiếu nhân lực, chúng ta thiếu thời gian. Nhưng mà không phải vì cái lý do đó mà chúng ta lại đổ lỗi rằng là chúng ta thất bại, là vì những cái lý do đó. Bởi vì trong kinh doanh nếu bạn không tiến lên thì đồng nghĩa rằng là bạn sẽ thất bại mà thôi.